Giá trị của một con người. Đây là câu chuyện được lan truyền trên mạng thời gian khá lâu và được đông đảo mọi người bình luận. Nhiều người gọi đây là bài học về giá trị cuộc sống hay giá trị cuộc đời hay giá trị sống. Mời mọi người lắng nghe và cho ý kiến của mình. Trong hội trường gồm 200 người, vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi nói chuyện bằng cách đưa ra một tờ $20 và hỏi: ai muốn có tờ $20 này? Nhiều cánh tay bắt đầu giơ lên. Diễn giả hỏi tiếp: tôi sẽ đưa tờ $20 này cho một người trong số các bạn, nhưng trước tiên hãy để tôi làm điều này. Nói rồi, vị diễn giả vò nhào tờ $20 và hỏi: ai vẫn còn muốn tờ $20 này? Tuy nhiên, nhiều cánh tay vẫn tiếp tục giơ lên trong không khí. Được rồi, ông nhìn bao quát một lượt căn phòng và nói: vậy nếu tôi làm điều này. Diễn giả thả rơi tờ tiền lên mặt đất và bắt đầu dẫm giày lên, đi qua đi lại trên mặt đất. Xong xuôi, vị diễn giả nhặt tờ tiền lên, lúc này đã nhàu nát và dơ bẩn, rồi hỏi tiếp: nào, ai còn muốn có tờ tiền này? Trong hội trường vẫn còn những cánh tay giơ lên. Tới lúc này, vị diễn giả nọ mới gật gù. Các bạn thân mến, hôm nay các bạn đã được học một bài học rất quý báu. Bất kể tôi có làm gì với tờ tiền này, các bạn vẫn muốn có nó, bởi vì bản thân tờ tiền không hề giảm đi giá trị. Nó vẫn là tờ $20. Bài học cuộc sống. Nhiều lần trong cuộc sống, các bạn bị bỏ rơi, bị thất bại, bị rơi xuống bùn nhơ dưới tác động của ngoại cảnh hay bởi chính quyết định mà mình đưa ra. Các bạn có cảm giác như mình vô dụng. Thế nhưng, dù bất kể chuyện gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra, các bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn không hề mất đi giá trị của mình. Giống như tờ $20 kia, bất kể bẩn thỉu hay sạch sẽ, nhàu nhĩ hay thẳng thớm, trong mắt những người thật lòng yêu thương mình, các bạn vẫn là vô giá. Giá trị cuộc đời của mỗi người không phải ở điều họ làm hay những người họ biết, mà ở chính con người họ. Mỗi người trong các bạn đều đặc biệt. Đừng bao giờ quên điều đó. Bảy điều cần học suốt đời. Có những điều tưởng chừng như vô cùng đơn giản, dễ dàng, ví như việc nhận lỗi, nhưng có người cả đời cũng không làm được. Sau đây là bảy điều mà bạn cần phải học tập, rèn luyện suốt đời. Tưởng dễ mà khó, tưởng khó mà dễ, miễn là bạn thực sự để tâm. Thứ nhất, học nhận lỗi. Con người thường không chịu nhận lỗi về mình. Tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra, không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. Đối tượng mà bạn nhận lỗi có thể là cha mẹ, bạn bè, nhóm người trong xã hội, thượng đế hoặc con cái, thậm chí là người không tốt với mình. Điều này không làm mất đi của bạn điều gì cả, mà còn thể hiện rằng bạn là một người khoan dung và độ lượng. Học nhận lỗi không chỉ là một đức tính tốt, mà còn là một sự tu luyện. 2. Học nhu hòa. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm. Đi hết cuộc đời, răng người ta rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa, thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Cho nên người ta nói rằng phải mềm mại thì cuộc đời mới lâu dài, cứng rắn thì ngược lại. Cần học được có hại chịu thiệt. Tâm địa, tấm lòng nhu hòa, mềm mại là một bước cao nhất của tu luyện. Giữ tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn. 3. Học nhẫn nhục.
Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ hóa thành không. 4. Học thấu hiểu. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau, làm sao có thể hòa bình được? Thấu hiểu là điều rất quan trọng. Nó giúp mọi người hiểu nhau, thông cảm cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Khi đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng và hòa bình hơn. 5. Học buông bỏ. Cuộc đời như chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không dùng nữa thì đặt nó xuống. Lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề, không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung mới làm cho người ta chấp nhận mình. Biết buông bỏ thì mới tự tại được. 6. Học cảm động. Nhìn thấy ưu điểm của người khác, chúng ta nên hoan hỉ, mừng vui cùng cho họ. Nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm yêu thương, tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề. Trong cuộc đời của tôi có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động. Cảm động là thể hiện của một tấm lòng yêu mến, biết chia sẻ niềm vui với người khác, là một loại tâm thái thiện lương. Trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều sự tình, lời nói làm chúng ta cảm động. Khi ấy hãy cứ thể hiện lòng mình, cởi mở lòng mình với xung quanh. Bạn sẽ nhận thấy cuộc đời có nhiều điều đẹp đẽ vô cùng. 7. Học sinh tồn. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì, bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm. Cho nên, đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân. Mười điều lãng phí nhất cuộc đời. Chúng ta chỉ được sống một cuộc đời duy nhất, vì vậy phải sống sao cho thật ý nghĩa. Nếu có thể, nhất định không bao giờ được lãng phí những điều sau. 1. Sức khỏe. Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ. Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hóa nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khỏe thì đã muộn. 2. Điều lãng phí thứ hai, không đọc sách. Sách truyền bá văn minh, không có sách, lịch sử im lặng, văn chương cầm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ động. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều lý thú trên khắp thế giới. Thật phí nửa cuộc đời cho những ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì. Điều lãng phí thứ ba, thời gian. Mỗi thời khắc vàng ngọc qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là không, hãy xem lại quỹ thời gian của mình, bạn nhé. Lãng phí thứ tư, tiền bạc. Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay, đi mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn. Điều lãng phí thứ năm, tuổi trẻ. Tuổi trẻ là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khỏe và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. Trẻ ăn chơi, già hối hận là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ. Điều lãng phí thứ sáu, cơ hội. Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong cuộc đời.
một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn sẽ khó có thể tiến về phía trước. Điều lãng phí thứ 7, nhan sắc. Nhan sắc là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, tuổi thọ của nhan sắc lại có giới hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Vì vậy, hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ. Điều lãng phí thứ 8 là sống độc thân. Phụ nữ ngày nay theo trào lưu chủ nghĩa độc thân. Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của vợ chồng, con cái. Bận bịu gia đình cũng chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy. Điều lãng phí thứ 9, không đi du lịch. Một vĩ nhân đã từng nói, khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất nhỏ lại. Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé. Điều lãng phí thứ 10, không học tập. Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ dàng thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy.